Pep Guardiola chắc chắn là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua. Từ Barcelona, Bayern Munich và giờ là Manchester City, tất cả những nơi mà Pep từng đi qua, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đều giành được rất nhiều những danh hiệu cao quý. Những người từng làm việc với huấn luyện viên 53 tuổi trong khoảng thời gian ấy chắc chắn đã bị ảnh hưởng ít nhiều từ cá tính và cách làm việc của ông. Trong đó có rất nhiều người từ học trò hoặc đàn em của Pep giờ đây đã vươn mình trở thành những huấn luyện viên có tiếng của bóng đá châu Âu và đang dẫn dắt các đội bóng lớn. Hôm nay hãy cùng tôi, bình luận viên Anh Quân, điểm qua những môn đệ sáng giá của huấn luyện viên Pep Guardiola nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Mikel Arteta hiện đang là một trong những huấn luyện viên được săn đón nhất của bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại. Từ chỗ là người học việc của Pep Guardiola, Mikel Arteta đã vươn lên trở thành đối trọng số 1 của ông thầy cũ tại Premier League trong hai mùa giải vừa qua. Ở mùa giải năm nay, dù chưa thể lật đổ được đế chế mà Pep đã gây dựng ở nước Anh, thế nhưng những gì mà chiến lược gia 42 tuổi đang thể hiện đã khiến người hâm mộ pháo thủ tin rằng Arsenal của Mikel Arteta sẽ sớm có được danh hiệu lớn mà thôi. Sau khi giải nghệ sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 2016, Mikel Arteta đã trở thành trợ lý của Guardiola khi vị chiến lược gia này mới chuyển đến nước Anh dẫn dắt Man City. Trước đó, cả hai đã từng có khoảng thời gian thi đấu trong màu áo của Barcelona. Dù cho khi ấy Arteta chỉ là một cầu thủ của đội bóng trẻ, trong khi Pep lại là trụ cột của đội bóng. Nhưng Arteta chưa bao giờ cạnh tranh được cho một vị trí ở đội nhất và con đường của họ cũng khác nhau. Dù trong 15 năm tiếp theo, Arteta chủ yếu thi đấu ở Anh trong màu áo của Arsenal và Everton, thế nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc và có mối quan hệ tốt. Suốt 3 năm làm việc cùng nhau tại đội chủ sân Etihad, Arteta đã trở thành cánh tay phải đắc lực của huấn luyện viên đồng hương và thành công nâng cao chức cúp vô địch Premier League. Ban đầu vai trò của Arteta khá đơn giản, chỉ là cầu nối để giúp những người mới đến hiểu thêm về văn hóa và môi trường bóng đá Anh. Về sau, kế hoạch hiện tại của Arsenal được tham gia lên kế hoạch cho các trận đấu, đưa ra những quyết định khi bóng vẫn lăn trên sân và định hướng phát triển tương lai cho câu lạc bộ. Khi ấy, mạng xã hội của nửa xanh thành Manchester đã tin rằng Arteta sẽ trở thành người kế nhiệm tiềm năng của Pep tại Man City. Thế nhưng khi Arsenal đến và ngỏ lời mời về một dự án hứa hẹn, chẳng có lý do gì để Arteta tiếp tục núp bóng người thầy của mình nữa. Trong hai mùa dẫn dắt Arsenal, Arteta đã gặp rất nhiều khó khăn khi buộc phải để pháo thủ chơi bóng một cách trực diện để nhờ vào sự tỏa sáng ngôi sao tấn công Pierre-Emerick Aubameyang. Kết quả xếp thứ 5 mùa giải 2021-2022 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng trong hai mùa giải gần đây, Arsenal của chiến lược gia 42 tuổi đã nổi lên sự thất thường. Lối chơi gần đây gần như tương đồng hoàn toàn với những gì mà Pep Guardiola đang xây dựng tại Man City, và thế là kết quả tích cực lập tức ập đến. Arsenal lột xác trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Man City trên bảng xếp hạng Premier League trong hai mùa giải vừa qua. Nếu không xảy ra chấn thương trong trận đấu với Aston Villa hồi tháng 4, chưa biết chừng nào Arteta cùng các học trò mới là những người nở nụ cười chiến thắng. Dẫu vậy, điều đó cũng đã đủ để chứng minh Arteta lúc này đang thật sự trở thành một huấn luyện viên giỏi, một học trò xuất sắc của Pep Guardiola. Với triết lý bóng đá và cách xây dựng đội bóng như hiện tại, ngày mà chiến lược gia người Tây Ban Nha nâng cao một danh hiệu lớn chắc chắn sẽ không còn xa nữa. Sự bất ngờ lớn nhất của bóng đá châu Âu trong suốt 24 giờ qua chính là việc cựu hậu vệ của Manchester City Vincent Kompany chính thức trở thành tân huấn luyện viên trưởng của gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich. Nhiều người tự hỏi một huấn luyện viên có thành tích bết bát ở mùa giải năm nay làm cách nào lại có thể được giao trọng trách tại một câu lạc bộ lớn như Hùm Xám. Thế nhưng Bayern và Pep Guardiola lại không nghĩ như vậy. Hóa ra việc từng là học trò của Pep lại giúp ích không ít trong cuộc thăng tiến của huấn luyện viên trẻ tuổi này. Đêm qua, Vincent Kompany đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2027 với câu lạc bộ Bayern Munich. Có lẽ chính bản thân của Vincent Kompany cũng khó có thể ngờ khi bản thân mình lại có cơ hội dẫn dắt một ông lớn như Bayern Munich sau khi vừa mới có một mùa giải không tốt với câu lạc bộ Burnley tại ngoại hạng Anh. Vậy đối với Hùm Xám xứ Bavaria, tại sao lại là Vincent Kompany mà không phải là cái tên nào nổi tiếng hơn? Ngoài nguyên nhân chính được cho là Bayern đã không thể tiếp cận được Xabi Alonso của Bayern Leverkusen hay Ralf Rangnick của đội tuyển Áo, thì bất ngờ thay, việc Kompany trở thành huấn luyện viên của Bayern Munich lại xuất phát một phần từ những lời khuyên của Pep Guardiola. Thành viên hội đồng quản trị của Bayern Munich, Ruben Inger, đã chia sẻ với Sky Sports rằng nhà cầm quân cũ của họ, huấn luyện viên Pep Guardiola, đã giúp Bayern Munich hiểu rõ hơn về người cựu đội trưởng của Man City. Pep đã giúp chúng tôi tìm hiểu về Kompany rất nhiều. Tôi đã nhận được nhiều lời góp ý của Pep và mở mang đầu óc rất cao nhờ sự tư vấn rõ ràng. Pep đánh giá rất cao về Vincent Kompany như một nhà cầm quân giàu tài năng. Pep biết Vincent rất rõ và ý kiến của ông ấy thực sự quá tốt.
khi Pep chuyển sang Man City. Vincent Kompany lúc ấy là đội trưởng đi cùng ông trong quãng thời gian thành công đầu tiên. Dường như anh đã ghi chép lại toàn bộ những gì học được của ông thầy để đưa Burnley trở lại Premier League. Thất bại ở Anderlecht chỉ là một kỷ niệm buồn với Kompany, nhưng đó lại là bước đà tốt để anh nháp những gì học được từ Pep, qua đó có được thành công tương đối với đội bóng nước Anh. Kompany chia sẻ với người thầy của mình: "Ông ấy là người thôi thúc tôi theo nghiệp huấn luyện và cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn với sự nghiệp bóng đá của tôi. Pep luôn nhìn mỗi trận đấu theo một cách khác để tạo ra một phong cách riêng. Rồi từ đó đội bóng sẽ tìm được bản sắc cho riêng mình một cách phù hợp và tốt nhất." Kompany đã sử dụng hình mẫu nhóm lãnh đạo 5 người giống Pep. Đây là tập hợp 5 cầu thủ được coi là trụ cột. Qua đó Kompany có thể tạo ra sợi dây liên kết bền chặt, thông suốt với tất cả thành viên còn lại của câu lạc bộ. Để nói về thành công thì người chắc chắn phải được nhắc tới ở đây là Xabi Alonso. Thực tế huấn luyện viên người Tây Ban Nha không phải là trợ lý trực tiếp dưới quyền của Pep, nhưng thời gian cả hai làm việc cùng nhau tại Bayern Munich phần nào giúp Alonso học hỏi được không ít kinh nghiệm huấn luyện từ người thầy của mình. Thậm chí chính chiến lược gia sinh năm 1981 đã từng thừa nhận mình tò mò về tài năng của Pep, và đó là lý do chính khiến Alonso quyết rời Real và đến với Bayern Munich. Xabi Alonso từng là học trò cưng của Pep Guardiola khi còn khoác áo Bayern Munich. Tiền vệ người Tây Ban Nha từng dành rất nhiều lời ca tụng ông thầy người đồng hương. Thậm chí huấn luyện viên Xabi Alonso từng khẳng định rằng Pep Guardiola là người sở hữu bộ óc thông minh nhất hiện nay. Có lẽ bởi quá ngưỡng mộ Pep Guardiola nên từ khi chuyển sang nghiệp cầm quân, Xabi Alonso cho thấy rất nhiều ảnh hưởng từ ông thầy cũ, từ phong cách cầm quân cho đến quan điểm bóng đá. Xabi Alonso cũng đặc biệt đề cao việc phải tranh giành quyền kiểm soát bóng ở mỗi trận đấu, giống như ông thầy của mình. Tuy nhiên điều khác biệt lớn nhất là ông không sa đà vào chất lý bóng đá tấn công của ông thầy cũ. Xabi Alonso bắt đầu sự nghiệp cầm quân vào năm 2018 với đội trẻ Real Madrid. Sau một mùa giải, ông chuyển đến dẫn dắt Real Sociedad B. Sau 3 năm ở lại đội bóng này, Alonso dần xây dựng phong cách huấn luyện, tạo bước đệm để bước lên cấp độ chuyên nghiệp. Đầu mùa 2022-2023, ông được bổ nhiệm làm ghế nóng cho câu lạc bộ Leverkusen khi đội bóng này ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha mang lại kết quả ngoài mong đợi cho các câu lạc bộ. Đức khi cán đích ở vị trí thứ 6 khi mùa giải khép lại và giành vé tham dự Europa League trong mùa giải tiếp theo. Mùa giải trước, Leverkusen vào tới bán kết Europa League nhưng cuối cùng để thua trong hai lượt trận trước Roma và Jose Mourinho dẫn dắt. Với sơ đồ 3-4-2-1, Leverkusen của Alonso là ví dụ về lối chơi hiện đại, thiên về kiểm soát bóng và áp lực cao. Đội chủ sân Barcelona luôn biết cách điều khiển nhịp độ ở trận đấu và hạn chế tối đa cơ hội của đối thủ. Khi để mất bóng, Alonso chuyển sang sơ đồ 5-2-2-1 để phòng thủ kín kẽ. Tư duy của một tiền vệ hàng đầu thời còn thi đấu được ở Alonso đã áp dụng vào triết lý huấn luyện với khả năng thay đổi linh hoạt. Đoàn quân của Alonso là một trong những đội bóng phòng ngự tốt nhất của châu Âu vào lúc này. Họ giữ sạch lưới 16 trận, chỉ đứng sau Inter Milan tại Serie A với 21 trận. Ngoài tư duy chiến thuật, Alonso còn là một nhà tâm lý đại tài. Ông thường xuyên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các học trò, sẵn sàng xỏ giày tập luyện lắng nghe ý kiến của họ. Nhờ đó, chiến lược gia 43 tuổi đã nâng tầm rất nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng như tiền vệ kiến thiết lối chơi Florian Wirtz và hậu vệ Jeremy Frimpong. Mùa giải năm nay, Xabi Alonso đã giúp Bayer Leverkusen có được chuỗi 51 trận bất bại, qua đó chấm dứt sự thống trị của Bayern Munich để lên ngôi vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Tại đấu trường Europa League, đoàn quân của Xabi đã vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua trước một Atalanta quá xuất sắc. Với lối chơi ấn tượng mà Maresca mang lại cho Leicester mùa giải này, trợ lý cũ của Pep Guardiola đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge, khiến Pochettino dù đang giúp Chelsea chơi ấn tượng hơn ở giai đoạn cuối mùa phải nhường lại ghế cho một người chưa có quá nhiều tiếng vang trong công tác huấn luyện như Maresca. Khả năng lãnh đạo, nghệ thuật quản trị cùng tác phong huấn luyện của vị huấn luyện viên này sẽ là thứ có thể giúp The Blue lột xác ở mùa giải mới. Enzo Maresca hiện đã được bổ nhiệm làm tân huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Chelsea, thay thế cho Mauricio Pochettino. Trước đó ông đã lèo lái con thuyền Leicester trở lại với Ngoại hạng Anh chỉ sau một mùa xuống hạng. Vị chiến lược gia này cũng từng là trợ lý của Pep tại Man City và còn dẫn dắt đội U21 của The Citizen. Dưới sự dẫn dắt của Maresca, Leicester đã có một mùa giải ấn tượng tại Championship. Bất chấp vẫn có một số giai đoạn khó khăn, nhưng với tiềm lực mạnh mẽ, bầy cáo đã có thể giành được tấm vé thăng hạng Premier League một cách đầy thuyết phục. Đội chủ sân King Power dưới thời ông thầy người Ý đã trình diễn một thứ bóng đá khá thời thượng trong thời điểm hiện tại. Từ việc thủ môn chơi chân cho đến hậu vệ cánh bó vào trong, tất cả những điều này cho thấy rằng Enzo Maresca đã lĩnh hội được rất kỹ những đấu pháp hiện đại từ người có lẽ là đi đầu về mặt chiến thuật trong thế giới bóng đá hiện đại, Pep Guardiola. Với việc giúp cho những nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016 lập tức quay trở lại với giải đấu chỉ sau một mùa giải, Enzo Maresca đã tạo được một tiếng vang lớn đối với toàn nước Anh. Hàng loạt câu lạc bộ đã đánh tiếng muốn mời chào vị chiến lược gia người Ý về dẫn dắt đội bóng của họ. Thành công này không chỉ khẳng định tài năng và khả năng lãnh đạo của Maresca
mà còn khiến nhiều câu lạc bộ hàng đầu để mắt đến ông. Khả năng tái thiết và dẫn dắt đội bóng trở lại đỉnh cao của Maresca đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ. Với những gì đã đạt được, Maresca hiện đã là một trong những cái tên hot nhất trên thị trường huấn luyện viên, và Chelsea chính là đội đã giành chiến thắng trong việc ký hợp đồng với ông. Điều này hứa hẹn sẽ rất đáng được mong chờ trong một mùa dài và nhiều câu lạc bộ đang muốn thay tướng đổi mới. Với việc The Blue chọn Enzo Maresca làm huấn luyện viên trưởng thay cho Mauricio Pochettino, đây có thể được xem là một quyết định hợp lý về mặt chiến thuật và sự phù hợp với đội hình hiện tại. Chelsea đã chuyển sang sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ dưới thời Pochettino. Điều này giúp cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Maresca, người có kinh nghiệm và thành công với sơ đồ 4 hậu vệ, có thể tiếp tục phát triển chiến thuật này tại Chelsea mà không cần phải thay đổi quá nhiều về cơ cấu đội hình. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Chelsea đang cần một giai đoạn ổn định và phát triển bền vững sau những biến động liên tục về huấn luyện viên trong những năm qua. Chúng ta vừa cùng nhau điểm qua 4 cái tên đang kế thừa được những giá trị bóng đá mà Pep Guardiola đã mang đến trong suốt những năm qua. Họ đều là những huấn luyện viên giỏi, đó là điều không cần phải bàn cãi. Minh chứng là việc họ đều đang dẫn dắt những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu hoặc đã có những thành tích nhất định trong mùa giải vừa qua. Điều này càng minh chứng cho sự vĩ đại của Pep, một bộ óc thiên tài về chiến thuật của bóng đá thế giới. Bạn nghĩ sao về những cái tên được coi là môn đệ của Pep Guardiola kể trên? Liệu có cái tên nào mà tôi đã bỏ lỡ? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.